Hello, chào em, chào tất cả mọi người trên diễn đàn Dương Vy nhé. Hôm nay tựa đề của Dương Vy về cái gì đấy? Chủ yếu là nói về quét củi cái đám Quách Thế Hùng cùng với tổ chức Đào Minh Quân. Chúng nó có vẻ hùng mạnh. Một thằng cũng là tổ Tổ chức em chức ạ. khủng bố là nhà nước Một Việt thằng Nam cũng khủng là cùng bố. ở. Bên này không có hội hè đâu, bên này tại làm sao không hội hè, em hiểu tại sao không? Vì bên này ý, chúng nó thứ nhất chỉ có một cửa kiếm tiền thôi. Thứ nhất là cái cửa kiếm tiền của đồng bào. Đâm ra thành chúng nó lừa bịp người dân ở bên này để nó kiếm tiền. Đến tại vì cái tiền ấy kiếm cũng không được là bao nhiêu, là ngày xưa thôi, ngày xưa thì chúng nó kiếm được nhiều lắm. Như bây giờ chúng nó không còn kiếm được nữa, mà kể cả ngày xưa chúng nó kiếm mạnh thằng nào thằng ấy cho vào túi. Thành vì vậy mà chúng nó không bao giờ đoàn kết được. Em hiểu không? Nếu mà nó có cửa kiếm tiền của đất nước ý, thì chúng nó còn 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 kiếm được dài dài. Như cái này không kiếm được tiền cửa nào nữa, chỉ một cửa thôi. Cửa là cửa của người dân, mà người dân không cho ấy thì là chúng nó méo mặt. Em hiểu không? Vì vậy mà chúng nó không bao giờ đoàn kết được, vì đồng tiền chúng nó không có. Đâm ra vì vậy mà muôn thuở kể cả thời xưa chúng trước năm 75 đấy, chúng nó có tiền của Mỹ vào mà chúng nó còn không đoàn kết được thì làm sao mà bây giờ chúng nó đoàn kết được, em hiểu không? Chúng nó người dân mình đừng bao giờ nghĩ là chúng nó đoàn kết bên này nhé. Bên này thứ nhất là rất là khó kiếm tiền. Nếu mà chúng nó không có đầu óc kinh doanh, không có đầu óc làm ăn gì thì không bao giờ chúng nó kiếm tiền được. Rất là nghèo bên này. Cái người mà chỉ lương ba cọc ba đồng đấy, em nói, chị nói thật em, nếu mà lương ba cọc ba đồng ấy, Việt Nam sướng còn sống còn sướng hơn chúng nó bên này, vì vì đồng tiền của chúng nó làm bên này ấy, làm thì ít nhưng mà chi phí ra thì nhiều. Đâm ra thành người nào người đấy cũng căng thẳng tinh thần, người nào người đấy cũng rất mệt mỏi về làm ăn. Tại sao người ta mệt mỏi? Vì làm ra rất là ít mà sức bỏ ra rất là nhiều, dài tiếng mà nhiều sức, mà lấy lương về là coi như là chi phí, cứ chúng nó cứ nghĩ là mấy nghìn là to, nhưng mà không to một tí nào cả. Tại vì làm sao không to? Nhà nợ, người mà mua nhà thì nhà nợ cho 30 năm, có người ký 30 năm, có người ký 35 năm, em hiểu không? Đấy, hàng tháng phải trả tiền tiền nhà này, tiền điện, tiền nước, tiền xe nợ này, tiền phone nợ này. Phone đừng có nghĩ là không nợ nhé. Từ cái phone chúng nó cũng còn nợ em ạ. À, cái phone tại sao mà chị nói nợ? Chẳng hạn cái phone này giá trị của nó 1.000 đồng. 1.000 đồng nếu mà em mua thì là em chỉ ký cái tiền hàng tháng em trả tiền phone thôi. Mà tiền hàng tháng trả phone bên này không phải rẻ đâu nha em. Rẻ nhất của nó là 50 đô. 50 đô tới đến 100 đô, hơn 100 đô luôn. Thì đấy, cứ nói cái gì đồng tiền cao làm cao, nhưng mà cái chi phí của bên này rất là cao, cao hơn là cái tiền mình làm. Vì vậy từ cái phone của nó cũng nợ. Nếu mà nó muốn mà cầm cái phone đẹp đấy, bỏ tiền ra mua, ôi rồi dân bên này kẹo lắm em ơi, dân bên này kẹo vô cùng là kẹo, tính từng xu từng hào, bỏ ra mua không dám mua, không dám mua đâu em. Ở bên này mà bảo có người mà mua phone 1.000 đồng mà bỏ tiền ra ngay á thì đếm trên đầu ngón tay em ạ. À, đếm trên đầu ngón tay, toàn là thuê hết. Ok, ký ký thuê xong rồi hàng tháng trả đấy. Nó được, chẳng có cái gì là không trả tiền bên này em ơi, chẳng có cái gì là cho không bên này đâu em ơi, không có một cái gì cho không, chẳng ai cho không ai bên này. Đâm ra em phải nhớ như vậy. Vì vậy mà cái áp lực của người ta rất là nặng nề. Người dân Việt Nam cứ tưởng là cái miền đất hứa bên này, sang đến bên này là sung sướng. Không có đâu, đấy là mơ. Người sướng nhất bên này là bây giờ là sướng nhất ý, là chỉ có Việt Nam. Ông chú ruột của chị đấy, ông chú ruột của chị ở bên Cali đấy, ông chú ruột đấy, ông bảo không có ở đâu thiên đàng bằng Việt Nam. Ông về Việt Nam coi như một năm hai lần, mà một mỗi lần của ông chỉ về bên Mỹ, ông ở nhiều lắm là một tháng hai tháng là
là maximum của ông thôi, là quá quá thôi, chứ không bao giờ ông ở lâu. Ông bảo cháu, chú nói thật cháu nhé, thiên đàng ấy bây giờ chúng nó mơ đấy, chúng nó cứ tưởng bên Mỹ là thiên đàng, nhưng mà chúng nó chưa hiểu. Chúng nó hiểu ra ấy, mà đúng ra là thiên đàng ấy chỉ có là Việt Nam là thiên đàng, mọi mặt luôn, tự do ăn uống đi đứng, tiền bạc tiêu pha bao nhiêu cũng không ai để ý, bao nhiêu cũng không ai chính phủ không dòm ngó. Nhưng mà đấy mới là tự do, đấy mới là tự do. Chứ còn đâu bên này á, em dùng bất kể một cái gì, từ 5.000 tiền mặt đến 7.000 tiền mặt, 10.000 tiền mặt, ôi trời ơi, có vẻ kinh khủng lắm. Em phải điền tờ đơn, bắt đầu nó để ý đến em đấy. Đấy là tự do à? Chị hỏi em, đấy là tự do hay là quá cộng sản? Từ 5.000 đến 10.000 nhé, em mà tiêu tiền, em cầm tiền mặt ra nhé, thì bên này nó cảm tưởng em cứ như là, ôi dồi ôi, người ở đâu đến ý. Đấy, vì nó không bao giờ nó được phép tiêu tiền mặt như vậy. Đem ra thành, đấy, đấy, chị hỏi em, cái đó là tự do hay là cộng sản? Nó đem ra, chị nói với nhà băng ở bên này mà, chị bảo cái chúng mày ý, chính phủ bên này ý, đi nhầm đường rồi. Cái danh sách này ý, là của Việt Nam tao 50 năm về trước. Người ta muốn quản lý người dân về tiền bạc, nhưng mà người ta bây giờ người ta thấy đi con đường là nhầm đường, lạc lối. Vì vậy mà bây giờ người ta không có cai trị bà con tiền bạc nữa, người ta cho tự do. Cái đó là thời bao cấp rồi. Nếu mà Việt Nam quản lý về tiền tệ cái thời bao cấp thì đấy, chị mới nói, để cho chị nói, để cho chị nói. Chị mới nói nhà băng như vậy, chị nói là chúng mày đi, nó bảo là không, không phải nhà băng tao làm, mà đây chính phủ điều chính phủ coi như đòi hỏi chúng ta phải làm cái danh sách này. Chị bảo mày nói với chính phủ mày ý, đi lạc đường rồi. Mày càng làm chặt chẽ như thế này ý, thì mày không bao giờ nhìn thấy người dân có cái gì. Vì người dân nó không phải ngu. Chúng ta sống qua cộng sản rồi, chúng ta thừa hiểu về cái đường lối này. Một khi người ta đã muốn giấu ý, người ta tìm cách người ta giấu. Mà mày càng làm chặt chẽ bao nhiêu thì người ta càng giấu bấy nhiêu. Mày càng làm lỏng lẻo bao nhiêu thì mày càng nhìn thấy người ta có bấy nhiêu. Đấy là đường lối. Tao sống qua cộng sản mấy chục năm trời, tao biết. Đem ra thành đường lối của chúng mày đi quá lạc đường. Nó bảo tao nhìn thấy đây là cộng sản bây giờ. Từ từ nó đi vào đường cộng sản. Mà vì người dân bên này nhé, có một số người nó biết là cái đường lối này đi là đi đường lối cộng sản. Nhưng một số nó không biết, một số nó ngây thơ lắm, nó không. Đem ra thành bằng thứ nhất, người ta áp lực nhiều quá, thành người ta mệt mỏi lắm em ạ. Mệt mỏi lắm chứ. Nhiều người bước chân ra đi mà không có cấm kỳ trở lại đấy. Rồi cứ ra vẻ ta đây là kiều đấy, bảo làm sao người ta không có tiền về là vậy. Nếu mà sung sướng ý, người ta đi về một năm hai lần. Chị nói, từ từ em ngắt lời chị. Chị nói là cái đấy là cái cộng sản bao cấp trước, ngày trước như bọn tao đã từng sống. Còn cộng chị sản biết, bây giờ nó lại tự do mở cửa đấy, hơn cả bọn mày. Nước tao bây giờ là danh mang tiếng chính phủ là cộng sản, nhưng mà đời sống của dân là hơn là tư bản. Đời sống của dân của nước tao bây giờ, người dân được hưởng coi như là không có bờ bến. Người dân của tao được hưởng coi như là thả phanh luôn đấy, không còn cái gì đường cấm, không có đường cấm mà. Đấy, người dân quá sướng. Nhưng mà nhiều người không nhìn thấy cái sướng ý. Tự do là một này, yên bình là hai này, ra đường không sợ súng, không sợ súng sợ đạn như ngày thời chị sống. Nếu mà nhiều đứa nó bảo là về đây mà sống thì biết cộng sản này, cái đứa mà mở mồm nói câu ý thì nó quá ngu tối. Cái thời cộng sản chị sống ý không phải như thời cộng sản bây giờ. Chúng mày phải mở mắt ra coi, cái đứa nào mà mở mồm ra nói ý, chị sống qua cộng sản cái thời ý đấy thì không chỗ nào coi. Em biết không, cộng sản đấy mới gọi là cộng sản. Còn đâu, thời này không phải cộng sản. Chúng nó được sướng quá, chúng hóa cuồng. Nó nghĩ thế là khó khăn. Mày sang đây rồi mày xem khó khăn mức độ nào. Đấy. Cái đứa mà cái đợt trước, tại vì chị không đeo kính, chị không nhìn thấy người ta nói về
là bà về đây bà sống với cộng sản thì bà mới biết. Nó nói câu là nó nói với chị bằng thừa, tại vì cái thời chị sống năm 79 ở Việt Nam ấy là cái thời cộng sản, đấy mới gọi là cộng sản chân chất. Còn đâu thời này ý, không phải là cộng sản nữa, mà thời này chỉ mang tiếng chính phủ là cộng sản, nhưng mà đời sống của dân là không có bờ bến, tự do không bờ bến đấy em. Đấy, chứ còn đâu cái thời xưa chị á, ngày xưa mà nghe nhạc của Thanh Tuyền hay là của Chế Linh thôi cũng là chết rồi, chứ đừng có nói là mở mồm ra lên mạng mà chửi chửi chính quyền như thế thì mày chết, đời mày đi tù mục ở gông, em hiểu không? Chứ không phải như thời này, bây giờ quá tự do cho chúng mày được lên mạng, chúng mày tuyên truyền này tuyên truyền kia, chửi thế này chửi chính phủ kiểu kia, mà chúng mày còn kêu là thế là khó khăn với chúng mày. Thế thì chúng mày hiểu, chúng mày phải hiểu cái thời mà trước năm 79 đấy, người ta sống với cả chính độ chính quyền cộng sản, cái thời mới gọi là cộng sản. Cái thời này em không được ngo ngoe, không được nói một câu gì cơ. Đấy mới gọi là cộng sản, mà chị còn hiểu hết, chị sống mấy chế độ rồi. Đâm ra chị hiểu hết thời nào sướng, thời nào không, mà coi như là cái chỗ nào tự do, chỗ nào không tự do. Bên này không, chúng nó nói là có vẻ tự do thôi, nhưng mà hành động của người dân sống không được tự do. Em hiểu không? Nó nói là tư bản Vâng. thôi, nhưng mà người dân sống không được tư bản. Mà nó nói là bên này có quyền hạn, có tự do. Có bô lít mà gọi em một câu xuống xem nào. Bố em chả dám nói một câu. Đấy là tự do à? Đấy là tự do nhân quyền à? Có nhân quyền không? Hoàn toàn không có nhá. Mà Việt Nam hơi tí là cái bọn kia nó chõ mỏ mỏ vào Việt Nam, nó kêu là ô áp lực người dân, rồi người dân không có nhân quyền. Cái mả bố chúng nó nhìn thấy là bên này không có nhân quyền, nhưng mà nó vẫn cứ áp đi, nó che, nó kiểu như là nó muốn lè mắt người dân ở Việt Nam. Chứ còn đâu đại còn đâu chính phủ Việt Nam nhá, người ta lạ gì bên này không có nhân quyền. Tại vì em biết tại sao? Vì là bất kể một đất nước nào cũng có đại sứ Việt Nam ở bên này. Đâm ra đại sứ người ta biết hết, người ta biết hết là bên này có nhân quyền hay không, nhưng nó không lòe được người đại sứ, nhưng mà nó lòe được những người dân ở trong nước. Em hiểu không? Những người dân trong nước tưởng là ô bên ý, vì người dân không ngoại giao với ai, không biết gì cả. Còn đâu các đại sứ, chị ở đại sứ ở ngay 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 gần nhà chị đây này, đi 5 phút xe hơi là tới này, đại sứ Việt Nam mình đấy. Người ta lạ gì nữa, cuộc sống bên này người ta nhìn thấy hết, nhưng mà người dân bên ý, bọn ba que kia nó chỉ mục đích của nó là tuyên truyền cho cái bọn ba que à, cho cái bọn à, cho người dân ở trong nước thôi. Cái người mà không hiểu biết ý, nó chỉ tung ra bậy bạ như thế để cho người dân coi như là không hiểu biết, nghĩ là bến tự do như thế, nhưng mà không có đâu em ạ. Nó chỉ lòe những người dân thôi. Thì người ta một khi ra luật gì là người ta cũng nhìn thấy luật của thế giới rồi, của quốc tế rồi, là người ta ra cũng theo kiểu quốc tế. Nhưng mà Việt Nam mình rất là tự do, rất là nhân đạo, từ chính phủ lẫn lẫn công an. Rồi chúng nó kiểu Việt Nam mình á, chính phủ làm kiểu gì cũng không vừa lòng, kiểu gì nó lật lại, nó nói là không đúng đường hướng. Như là bộ đội cũng thế, bộ đội với cả đảng là phải đi kèm với nhau, chứ nó lại bảo là không được đi với nhau. Bộ đội phải tách rời đảng ra. Ơ mày, thế bộ đội ở đâu? Ai là người điều khiển bộ đội? Ai là quan ai là coi như là có kiểu như là kiểu trách nhiệm về bộ đội? Chính phủ thì chính đã bộ đội phải kèm với chính phủ chứ, làm sao mà tách rời? Tách rời để chúng mày Bạn coi như nói mua mua bộ đội à? Để chúng mày coi như làm bài lõm à? tách rời lực lượng bộ đội thì chính chỉ hóa lực lượng quân đội với công an, tách Em rời ơi, hai em cái lực ơi, lượng cái khỏi này. lãnh đạo của đảng. Em ơi, cái Đấy. này nó nói cho sướng miệng thôi. Còn đâu cái chuyện này chính phủ mình là có, chính phủ mình là người có quyền, là người có thế, là người tự làm ra chính phủ. Đâm ra thành chúng mày có nói cũng chỉ bằng thừa, mà chúng nó nói để mà tuyên truyền cho dân, để mà dân cũng có một số coi như là cũng ngây thơ, cũng nghĩ là ừ thế đúng.
Nhưng mà người dân nghĩ thế là dốt. Bất kể một quốc gia nào, quân đội cũng phải đi với chính phủ chịu để mà bảo vệ chính phủ, chứ không bao giờ mà quân đội tách rời được. Bố như mày, thế con bây giờ chị hỏi em, thế con em bây giờ bảo tách rời em có chịu không? Mà con em nó có chịu không. Tách rời em không? Đấy, nó như vậy thôi. Tự nhiên là không. Thế đâm ra thành cái bọn này nó nói, chị nghe mà chị cũng buồn cười. Chị nghe chị bảo sao cái bọn này nó tuyên truyền kiểu nó hết chuyện, tuyên truyền nó hết, thứ nhất hết chuyện hết câu rồi, nghe người đứa trẻ con cũng không nghe được. Bây giờ nó con nó bây giờ bà tách rời nó ra, con nó có chịu không nào? Thứ nhất con nó chịu không, thứ hai nữa nó có chịu cho con nó tách rời nó không? Đâm ra thành cái bọn này nó nói phi lý lắm, nó nói không có lý gì cả. Nó cứ moi móc hết chuyện này, hết chuyện khác. Chính phủ mình làm kể cả... Nói về chế độ độ cộng sản thì em xin chia sẻ với chị ấy, mọi người rằng thế này. Trước cái thời điểm năm 1986, đại hội 6 của Đảng, lúc đó trong cái thời chiến và cái thời gian bao cấp đó, Đảng Cộng sản bắt buộc phải dùng tem phiếu, phải quản lý con người bằng mọi hình thức. Thứ nhất là về mặt tài chính, cái thứ hai về văn hóa, đời sống, tất cả mọi lĩnh vực. Để làm sao? Để thống nhất một khối và sử dụng cái công cụ gì hiệu quả, đó là vận động tuyên truyền người dân, cán bộ là đảng viên xuống trực tiếp ăn ở với nhân dân, đồng hành cùng nhân dân làm cái việc đó. Và sau đại hội 6 của Đảng thì phát triển cái con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi lên theo con đường mới, đó là đi lên định hướng đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, thay đổi mọi hình thức kinh doanh buôn bán, xóa bỏ chế độ bao cấp, tự do buôn bán mở cửa, giao thương hàng hóa, phát triển theo kinh tế thị trường. Đấy, nhưng mà có sự quản lý của nhà nước. Còn đối với người dân, tự do về mọi mặt, nhưng phải nằm trong cái khuôn khổ luật pháp là gì? Anh không được vi phạm những cái điều mà luật pháp nó cấm. Đó là cái bước thay đổi quan trọng nhất. Và nhìn tiếp thu những cái gì tốt đẹp nhất mà nhân loại thế giới, đặc biệt là các nước tư bản, về hình thức quản lý kinh tế ngày trước, cái mô hình nào tốt đẹp thì áp dụng vào Việt Nam, thừa kế và phát theo con đường định hướng xã hội. Em ơi, thì bất kể một cái quốc gia nào, bất kể một cái cho tự do, nhưng mà phải vào khuôn khổ. Tự do cũng phải vào lề lết, chứ không phải tự do mà coi như là không có luật. Bất kể một nước nào không có luật thì chỉ có lên rừng ở thôi, không phải con người nữa, chỉ là con vật thì mới không có luật. Mà đã có luật thì nhưng mình mà em phải cảm theo thấy ấy, bây giờ các nước tư bản, chị Lisa Nguyễn ạ, em thấy các nước tư bản không riêng ở Mỹ, Canada hay là ở châu Âu đâu, mà một số nước tư bản châu Á cũng quản lý con người bằng hình thức tài chính, đặc biệt là sử dụng tài chính và tài sản để quản lý con người. Nó gắn liền với con người trách nhiệm. Nhưng mà đối với Việt Nam, nhưng tự tài chính ơi, một thứ anh tự do anh tiêu, anh kiếm được bao nhiêu anh tiêu bấy nhiêu, thuế má, anh mua những hàng nào bắt buộc phải đóng thuế nhà nước thì anh mới phải đóng, chứ không anh muốn mua. Ví dụ người ta bán cây lan, có cây hàng 60 tỷ, cái lan biến đổi gen, cái bọn đời hơi đất hơi, nhà nước nào thu thuế đó, nhưng mà ở nước ngoài thế thì chết ngay, đúng không? Đúng rồi. Em ơi, nhưng mà Việt Nam mình đi đường lối chị thấy trời ơi tuyệt vời đấy. Tại sao tuyệt vời? Thứ nhất là những người giàu có, những người khá giả, người ta có bao nhiêu chính phủ biết hết. Có chuyện gì cái mày không có đường chạy. Không còn đường chạy. Em hiểu không? Chứ còn đâu đi đường lối như bên này ý, nếu mà mày có cái gì bị sao ấy, cũng chẳng nhìn thấy gì mày có cả. Chẳng nhìn thấy gì cả.
tại người ta không, người ta không phô trương, người ta không không được quyền dùng, bao nhiêu người ta phải giấu, bao nhiêu người ta phải coi như là cất đi, y hệt như thời ngày xưa chị ở nhà mà cái thời mà trước năm 79 đấy, y hệt như vậy hả? Trời ơi, chị sống qua cộng sản rồi, chị hiểu hết em ơi. Chị nói thật, em thiếu chị cộng nói sản. Em thiếu thì bọn nó mới hiểu. Không, cái thời mà các em không, cái thời các em đẻ ra là sướng rồi. Như cái thời chị ở, tự nói cái nói đến khổ nhá, là cái thời chị ở là khổ nhất đấy. Không bao giờ khổ, không thời nào khổ bằng cái thời chị đã ở ở tại Việt Nam đấy em. Đâm ra Thành nói gì là chị hiểu hết. Chứ em biết như là cái đường lối đi bên này nó quá lạc đường, nó quá coi như là nó quá dở đi, nó đi người ta tiến lên thì đây nó lại lùi lại, em hiểu không? Việt các nước người ta Việt Nam mình người ta tiến lên, người ta muốn phát triển đất nước, người ta muốn cho người dân được hưởng được sống, đây nó lại bóp người dân lại, không cho hưởng, không cho sống luôn đấy. Nhiều người ta không nhìn thấy đâu, tại vì người ta làm lương ba cọc ba đồng, người ta chỉ đủ sống đủ xài, đâm ra thành người ta không nhìn thấy cái thực tế. Còn đâu những người mà người ta làm ăn cơ, người ta mới nhìn thấy cái thực tế cuộc sống ở bên này nó thu gọn người ta vào như thế nào, em hiểu không? Nếu mà nó mà làm như Việt Nam nhé thì nhiều người ta còn làm giàu nhanh nữa, thứ nhất nhanh nữa, thứ hai nữa nó nhìn thấy người ta biết hết, nó biết hết người ta có cái gì. Nhưng mà nó lại không cho người ta cơ hội ý. Em không hiểu đâu. Tại vì trên phone này chị không muốn nói nhiều. Chị không muốn nói nhiều, chị còn làm ăn. Đâm ra thành chị không nói nhiều. Nó không cho người ta cơ hội ý để người ta phát triển. Không nhìn được thấy cái hành động, cái xã hội bên này, chính phủ bên này nó đi ngược đường mà nó đi lùi lại. Nó chỉ cho chúng mày đủ sống thôi. Để chúng mày không cầm quyền được, để chúng mày không phát triển được thì chúng mày không cầm quyền được. Mà chúng mày phát triển mạnh mẽ thì là chúng mày sẽ cầm quyền của chính phủ bên này. Hiểu không? Đâm ra nó chỉ cho có hạn thôi. Nó cho chúng mày có hạn.